bỏ mẹ. Chạy chạy chạy. Làm ngày hỏng hết đấy. Chạy chạy. Bắt bắt gãy mẹ 128 thì thôi. Thôi bay ra của em rồi, của em thôi. Kêu. Hùng kêu. Sùng. Ông định mua cái gì đấy? Đâu, em mua cây hoa giấy chơi chơi. Trời ơi, hôm nay ra lại quần dài thướt tha thế. mời nó bị bắt sơn tay là cứ run hết rồi. Không phải đâu, thì kiểu cái mình giữ cái này thì mày mua cái tập khi tập tay này thì không phải sáng nay chú xách cái xô nước nè, xô nước mới làm. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mày đang hoặc là đấy đương hút thuốc, bây giờ là bỏ cái thì nó hiện tượng là máu hay là qua bế vợ nặng quá thôi, quá sức không làm cái tập tay lắm, nó ngồi văn phòng xuống xuống đấy được đấy. Đất mới lên nhưng mà sáng sủa rồi đấy. Giờ là bắt đầu phát tiếp đất rồi đấy. Vâng. Phát tiếp đất rồi đấy các bác. Quay nhanh cũng hết pin các bác. Đây này của Hùng Kiều. Hùng Kiều nuôi phôi tốt lắm. Nên là nhiều khi là cứ lên chậu một thời gian là sáng sủa rồi. Đấy. 15 triệu. Ok. Nuôi đây là đều đẹp cả. Để ai chịu nuôi bây giờ? Đấy. Dành cho thợ hay là dành cho người chơi thì tùy. Đấy. Vâng. Cây nào cũng có nét cả các bác. Có điều là nhất là giá. Thứ hai là có chơi được, có làm đẹp được nó hay không? Đấy, cứ chẳng buộc cái này nhiều khi quay khó, xem trực tiếp là tốt nhất. Một tương lai nhiều tiền thì lắp cái này. Đó, tất nhiên phải làm được nhé, làm được thì mới fine, mình cứ bỏ qua những cây đấy đi, những cây thực tế thì hơn chút. Cặp đôi này thì bao nhiêu tiền nhỉ bác chủ? Bao nhiêu? Một đôi. Này chơi một đôi. Đôi này là bao nhiêu tiền đấy bác chủ? 80 triệu mà. Là 40 triệu một cây đấy đúng không? Điền đấy nhỉ? Điền gần như cho. Không phải điền nhỉ? Điền. Điền. Bác hôm nay có cái chỗ ngồi đẹp quá nhỉ? À đâu, xe là để đằng kia chứ nhỉ? Cái này chặt rồi. Bác đọc lại cho cái số ấy, có gì liên hệ. Hả? Bác đọc lại cho cái số liên hệ đấy. 0912 997 868 đấy, số đẹp. Số đẹp cây đẹp. Cặp đôi đẹp đấy. Cặp đôi này được. Hôm nay là đứng đầu ở chợ rồi. Dăm viết mì dày mì tiếp rồi. Đây, đây là hồng à? Hồng.
này là cái gì nhỉ em ơi? Hồng. Cái hồng quả đấy. Thế mà lấy uống được thế này nhỉ? Đẹp thế nhỉ? Từ bé trên chầu là được. Độc đáo đấy, chưa có. Chấp nhận cái giá thì... Cái này xanh quê hả em ơi? Xanh làm gì ạ? Tiền. Bao tiền cái đá này? 2,5 triệu về tất. Thôi. Về tất, không vớt lại đá. Tấm cúng quá. Mới vớt lại đá. Cả bao tải á. Vớt lại đá lấy cây thì bao nhiêu tiền? Lấy cây khám á. Hôm nay bắt 1 triệu giá 500. Còn 2 triệu. Cái kia làm viên xin đấy. Đây, 5 triệu. Hả? Cái viên thì có cái con gì nó to rồi. Bây giờ mới về à? Chanh. Chanh. Đi đi ông qua giờ ra đây đi về. Cái này về nuôi được. Ờ con này khá bết. Nhìn cảm giác chất lá không đẹp lắm. Mèo lần này quay sang chơi lan đấy. Cái này ngày xưa chắc cũng thả nước kiểu gì đấy. Nó hơi ấy. Lá kiểu dài dài kiểu như lá ớt kiểu. Dáng thì ok nhỉ. Dáng đẹp quá. Này mà tầm khoảng độ 3 đồng một bế thì đẹp. Để phải nuôi. Để cắt bố cái tay bên kia đi để thấp làm cái tử thấp. Là nó xấu thôi, còn đâu dám đẹp nhỉ? Đây. Đấy, còn hàng VIP chưa? Đâu, anh Việt đâu anh? Không có nước ở đấy. À, không đi ngắm à? Thế hôm nay ra sớm chứ. Hôm nay bao nhiêu tiền đấy? 15 triệu. Đây, đây. Đấy, thử thử là việc xem anh. Đấy. Đâu cây đâu mà những con như à đây. Đẹp biết nhỉ? Trồng cái chậu này hơi to. Đẹp ghê. Đẹp thứ gì ạ? Suối nghệ thuật quá. Hả? Nghệ thuật quá. Đẹp. Đẹp cái suối là... Mà... Thế nào đẹp? Cá này lên bao nhiêu anh? 1,5 triệu cho lên đường. Đấy. Đọc số đi để cho thiên hạ bế này. 09858 37909 trùng dâu. Đấy, trùng dâu. Đừng có cạo dâu nhé. Đừng cạo dâu ra tìm này. Không thấy ông trùng dâu đâu. Quên mất, đúng ra là anh ông bắt là nhé ta. À, đẹp đấy. Đẹp. Ra thì thôi rồi, chấm hết. Anh đi đâu rồi? Đang trong quán cà phê. Có cái hồng này lại. Vừa quay xung quanh rồi nhỉ. Không cần phải nhảy vào nữa. Đấy ông anh xoay cho. Được, xoay vòng nữa đi. Xoay vòng nữa cho nó hấp dẫn. Đẹp tứ diện luôn. Thế nào đẹp. Sản phẩm nghệ thuật. Đẹp như người mẫu. Vâng vâng. Đẹp như người mẫu luôn. Một người về. Đẹp này dễ bị đánh ghen lắm. Quà đánh phế rồi. Quà đánh tới rồi à? Áo xong rồi. Đuổi làm chiều. Quá nhanh luôn. Còn cây gì nữa không? Đấy, nhiều người thích cây dưới đấy. 4 triệu bạc vâng. Cây xanh mà 4 triệu bạc bây giờ cũng chơi được. Bởi thế đấy, vậy các bác. Nhưng mà vẫn thích lao vào cơ, bởi vì là đông người chơi thì vẫn thích hơn. Cảm giác nó đẳng cấp hơn các bác. Vòng chờ này, ra ông Nhạn cái nào, ủng hộ ông Nhạn cờ cái để kết thúc cái video này. Đấy, ông ngờ này toàn ngồi chỗ mát nhỉ. Ngồi cạnh quán phở này. Có
mát lại có chỗ ngồi. Cái này bao tiền đấy ông? Cái này 7 triệu kia. Loạt hôm vừa rồi bán hết rồi đúng không? Hết rồi. Bác à, ăn sáng nha bác. Đấy, đó là đường đi các bác, là khó lắm. Ra. Sáng rồi. Giờ này giờ đang đi ấy, đang đi săn người mẫu. Món đấy nó thú vị rồi. Có tiền. chán người thì lại đi lấy cây thôi. Cũng phải đảo thế thôi. Có tiền. Ok. Mày cháu lại sắp hết pin nữa rồi. Quay qua một tí. Ok, cây cống nha. Được đấy. Nhìn như là móng nhỉ. Đấy, qua chủng loại, một móng một quê một Nam Điền. Ok không? Để cháu sang kia vòng để kết thúc ạ. À.